Chào buổi sáng tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tuấn Nguyên Food nhé. Thì buổi sáng ngày hôm nay mình đi ra đằng sau nhà để tìm kiếm một nguyên liệu về thực hiện cho một cái món ăn rất là tuyệt vời. Đấy thì mọi người thấy không? Kia. Đấy. Chính là cái đám nguyên liệu kia. Cái đám đấy chính là cái đám nguyên liệu để mình ngày hôm nay mình thực hiện cho cái món ăn tuyệt vời của mình. Đấy, đó chính là cái lá lốt. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi qua đấy để mình lấy một ít lá lốt nhé. Đây. Mời coi. Đây mọi người thấy không? Rất là nhiều lá lốt luôn. Xanh muẫn. Đấy, và lá rất là to. Thì ngày hôm nay mình sẽ hái lấy một ít lá lốt này để về nhà thực hiện một cái món. Đó chính là cái món chả lá lốt. Thì mình đã mua thịt sẵn rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ về mình thực hiện cái món ăn này thôi. Thì mọi người bây giờ mình sẽ hái cái lá lốt và về nhà để xay cái thịt ra để chúng ta làm cái món chả lá lốt nướng nhé. Món này mình thấy là rất là tuyệt vời. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hái nó nhé. Ok. Đây, hôm nay mình có ở đây một miếng thịt heo rất là ngon. Thì bây giờ để thực hiện được cái món này thì mình sẽ phải đem xay cái thịt heo này ra. Đấy, sau đấy thì mình sẽ tẩm ướp tất nguyên liệu, gia vị để mình thực hiện mình cuốn vào lá lốt, sau đó mình đem mình nướng nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi xay cái thịt heo này ra nhá. Bây giờ mình sẽ cho các nguyên liệu vào cái cối này để mình xay nhá. Thịt này, đấy. Thịt thì mình sẽ cho cả cái phần thịt mỡ vào nữa để mình xay với nó. Ngoài ra thì mình sẽ cho thêm cái phần nấm hương vào nữa nhé. Mục nhĩ nữa này, mình đã thái nhỏ nhỏ rồi. Mình sẽ cho thêm cả cái hành tím vào nữa nhé. Đấy, mình sẽ tiến hành mình xay tất cả nguyên liệu lên. Mọi người xay qua như thế thôi nhé, không xay kỹ nhé, chúng ta không xay như xay giò nhé. Ta chỉ xay như thế này thôi, dạng gần như băm thôi, xong rồi chúng ta sẽ cho nó ra ngoài. Đấy, sau khi mà mình đã xay tinh tươm được ra đây rồi, mình đã được cái nguyên liệu đây rồi, mình sẽ cho vào đây một thìa hạt lêm nhá, một thìa bột ngọt, 1/2 thìa bột canh nhé, 1/2 thìa hạt tiêu nhé. Sau đấy mọi người đảo đều tất cả các nguyên liệu lên cho em nhé. Chúng ta sẽ ướp cái thịt của mình ở đây trong vòng khoảng 30 phút để cho nó thấm đậm gia vị đi. Sau đấy rồi chúng ta sẽ tiến hành đem gói với lại lá lốt và tiến hành đem nướng nhé. Ok. Sau một hồi thì cái thịt của em sau khi đã để cho nó ngấm thấm đều gia vị rồi, thì bây giờ em sẽ tiến hành đem gói cùng với cái lá lốt nhé. Thì đây là một loạt các cái lá lốt mà em vừa lấy em hái đấy. Rất là nhiều, lá rất là to đây rồi. Để cái chả lá lốt nó sẽ ngon hơn và nó đậm vị hơn thì em sẽ cho vào đây 2 cái lòng đỏ trứng gà nhé. Chúng ta sẽ gạt nó sang như này. Dễ. Đó, mọi người sẽ đánh đều nó lên cho em nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái vỉ nướng này nhé. Đấy. Được cái là chúng ta sẽ đặt luôn lên trên cái vỉ này. Bây giờ em sẽ tiến hành quấy cái chả của em nhé. Mùa này thì cái lá lốt lên rất là tốt và rất là to. Thế nên là mọi người hoàn toàn làm cái món này rất là thích hợp. Ta sẽ cho luôn vào cái vỉ lớn này. Rất là hay. Ừ.
Đấy, thấy không? Sau một hồi hì hục thì cuối cùng mình đã làm được xong tinh tươm tất cả các chả đây rồi. Bây giờ mình sẽ cho lên để nướng xem kết quả thế nào nhá. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một số cái bếp nướng đây rồi. Mình sẽ cho cái chả của mình lên. Đấy, thấy không? Rất là ngon. Hợp lý chưa? Sau một hồi vật vã thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong cái món chả lá lốt của mình rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó ra bên ngoài để thưởng thức xem kết quả của nó ra sao nhá. Bây giờ mình xin mời tất cả anh chị và các bạn cùng mình thưởng thức cái món chả lá lốt này xem kết quả của nó ra sao nhé. Mình sẽ thử một miếng xem nào. Đây đi, mình sẽ chọn một miếng này nhé. Rồi, cho mọi người coi. Mọi người thấy không? Rất tuyệt vời luôn. Mình sẽ chấm cùng với cái tương ớt này nhé. Mình có cảm nhận này, cái chả của chúng ta ấy, ăn thì nó cảm giác giòn giòn của mộc nhĩ này, rất là thơm của mùi lá lốt nó mạnh lên, cảm giác rất là thơm, ăn rất là tuyệt vời và ăn nó ngọt, thoang thoảng có cái mùi của nấm hương. Và nữa khi mà mình nhai đến cái miếng nấm hương ấy, thì nó có cái mùi của nấm hương, và nó cảm giác ăn nó rất tuyệt vời. Mình sẽ thử thêm một miếng nữa nhé. Cái này mình sẽ bốc vào tay đặt cái này cho nó đã. Nếu khoái ăn này chấm xương ớt, cảm giác là nó ngon lắm. Cái chả của mình ấy, ăn nhai cảm giác là nó mềm ra, xong rồi nó lại có giòn của cái mộc nhĩ, cảm giác ăn nó rất là tuyệt vời, rất là hay. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái món ăn rất là tuyệt vời. Nếu mọi người
khó thời gian thì thực hiện cái món này cũng tương đối mất thời gian đấy. Rồi mình nướng nó sẽ mất đầu thời gian rồi. À, như vậy là video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Nếu thấy video của mình hữu ích thì nhớ bấm like, comment cũng như là chia sẻ mọi người cùng xem nhé. Và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.